got a rose for you. I got a rose for the song. I got a rose for many people who eat. Don't tell them. I got a rose for the song and moon. I got a rose for you and me. I got a rose for you and me. And I just will make you fall in love. I got a rose for you. I just won't make you better cool. I got a rose for the song and the moon. Sài Gòn. Video này thì em Minh lên cho các anh em một cặp loa cổ của Mỹ. Đây là cặp loa Evan thùng bầu loudspeaker. Cặp loa này rất là thân quen đối với những bác, những ai yêu chất âm vintage và yêu đồ của Mỹ nhá. Cặp loa này sử dụng cấu hình 2 đường tiếng, bass là 25, rô quạt lòng tím và chép đỏ. Đời là đời thùng bầu. Đối với cặp loa này thì có một cái chất âm nghe nhạc vàng rất là hay, mềm mại và nó sinh cùng thời với những dòng nổi tiếng của Mỹ cổ như là AR vân vân. Cặp loa này có kích thước là chiều cao 68, 36 và 30. Loa còn rất là đẹp, được ship từ Mỹ về. Đối với dòng này thì các anh em có thể ghép phối với nhiều các dòng âm ly saver, các dòng ly cổ nhé. Toàn bộ phần thùng loa được hãng thi công bằng gỗ rất là đẹp ạ, gỗ zin của nó đấy ạ. Cũng giống như AR, đối với những cái dòng loa cổ của Mỹ như này thì gần như nó được làm thủ công. Loa rất là đẹp và liền lạc. Đối với dòng này thì quý vị anh em có thể sọt một phát là ra được rất là nhiều thông tin. Đây là e căng cổ còn giữ được liền lạc nhá, và e và tem. Và cặp loa này có một mức giá cũng rất là dễ chịu, rất là hợp lý so với đối thủ AR4. Thì các anh em nào có muốn sưu tầm và sở hữu cặp loa Evan Loudspeaker thùng bầu này thì liên hệ cho em mình nhé. Một cặp loa rất là đẹp.